Ta-da! Hôm nay mình sẽ khui cái hộp khủng long Dodo phiên bản buổi hòa nhạc. Một hộp lớn sẽ có 6 hộp nhỏ, bao gồm 6 em design và 1 em series. Em này được mọi người biết đến với cái hình tượng là mặt láo. Và cái bộ playbook này sẽ là biểu cảm của chú khủng long trong cái buổi hòa nhạc. Ta-da, đây là con đầu tiên với một bé khủng long đội cái nón lân. Ê, mà mình phát hiện là đây là con series luôn nha mọi người. Có tổng cộng là 7 con và hộp này 6 con thì khả năng ra series rất là hiếm. Nhưng mà mình đã được con series ngay đầu tiên rồi nha. Nên khả năng là sẽ bị thiếu một trong 6 em design nè. Đây là một em cài nơ chấm bi màu hồng rất là dễ thương nha. Nhưng mà không hiểu sao mà hơi buồn ha. Là cái hộp live box đầu tiên mà mình unbox nên là nó hơi lộng cộng và mình không biết nói gì nhiều hết trơn á. Tiếp theo nè mọi người. Đây em thứ ba là em cầm đàn guitar. Trời ơi xinh xỉu, còn có cái mắt kính nữa, siêu ngầu. À và các em này là các em ở trên bì của cái hộp luôn nha mọi người. Mấy khủng long này á, thì thường xuất hiện với lại đồ chơi xả stress và gấu bông thì rất là nhiều. Nhưng mà Blindbox á, thì đây là lần đầu tiên mình thấy nên là mình phải tậu luôn cả một hộp full luôn. Tiếp theo là một em bé chơi trống bị u cái đầu. Nhưng mà lúc mình unbox á, mình không có thấy cái trống nên là mình sẽ quay em bé này lại vào cuối video nha mọi người. Được 4 hộp rồi á thì bé nào cũng dễ thương hết trơn á, không biết là bé thứ 5 này sẽ là con gì ha. Mỗi hộp á sẽ có một cái thẻ cạc. Rồi mình sẽ quay một lượt ở cuối video nha mọi người. Đây, em này còn có một cái phụ kiện nữa nha mọi người. Đây, em này sẽ là ca sĩ nên là đã kèm theo một cái mic đây. Chẹn. Rồi dễ thương luôn. Và đây là hộp cuối cùng. Em bận xé cái hộp để cho nó không có bị rách đó mọi người. Nên là cái ngôn từ và cái tông giọng của em á, nó tùm lum. Mọi người ủng hộ em thì những clip sau á, về mặt âm thanh nó sẽ hoàn thiện hơn nha. Ta-da. Đây chắc hẳn là một em nhạc công nhưng mà em buồn ngủ quá nên là chỉ thấy anh chảy ke thôi, kèm theo một cái bản nhạc cho em bé này nha. Đây là cái trống của cái em hồi nãy mà mình nói khui bị sót đó mọi người. Đây rất là dễ thương luôn. Ý, cưng quá. Và đây là toàn bộ cạc trong cái bộ hồi nãy. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người thích thì cho em một like và một follow để em có động lực lần sau mong móc tiếp nè.